dịch 2020 phải không mọi người? Người ta đủ trend thì dễ thương, còn anh trai này đủ trend thì hề hước thế nhờ. 1, 2, 3, 4. Nè, im lặng. Dạ vâng ạ. Ôi trời ơi. Nè, có thấy thằng nào như thế này đi qua đây không? Hình như là bên kia hay sao ấy. Mấy anh bình tĩnh. Không biết rơi ở đâu nhở. Không biết gì đâu. Phần thưởng 50 củ. Ui, lần vào huy chương là có thật luôn đấy mọi người ạ. Vừa được tiền thưởng, lại được một cục tiền nữa chứ. Đỉnh cao thế nhờ. Sao, tình hình thế nào rồi? Báo cáo đại ca, việc đại ca giao em đã hoàn thành xong ạ. Còn phía bên kia thì phải nhờ đại ca ra mặt ạ. Ê, chú em làm cái gì đây? Không biết ở đây là địa bàn của bọn anh à? Đừng có để anh phải nói nhiều, anh nói nhiều là hơi mệt đấy. Sao, bây giờ không đi đúng không? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt đúng không? Anh em đâu? Đóng cửa thả chó. Ui, chó xã hội đen à mọi người? Nhìn cũng ngầu phết đấy. Còn giọt nào không? Khác thế nhờ. Giống cái này nhỉ? À, có lẽ nào, mình hiểu rồi. Bần cùng thì sinh đạo tặc vậy. Đứng lại. Lemon. Uầy, quảng cáo nước chanh mà sao vô tri thế này? Kiểu khát vọng mãnh liệt ấy mọi người ạ. À. Này, cho mượn cái mũ phát. Không, trả lại cho tôi đi. Trả gì mà trả, vào tay anh là phải của anh. Không, nó là chiếc mũ quý giá của tôi, trả lại cho tôi đi. Lại đằng kia mà nhặt này. Khổ quá đi mà, nhìn vậy mà dùng điện thoại xịn phết nhở. Ui, cái méo gì thế này, một câu chuyện cảm lạnh à? Không biết ai là hung thủ, ai là nạn nhân nữa mọi người ạ. À. Ui, cái gì thế này, sao gì mà kinh dị vậy? Mấy con pet của em đấy. Nhìn dễ thương không? Ôi trời đất ơi, pet của em á. Đúng rồi nè, mỗi khi em chơi game là bọn nó cứ quấn quýt bên em thôi à. Nhìn mà thương lắm. Ui, em trai có mấy con pet dễ thương thế này. Mình nhìn mà muốn tắc thở luôn á. Đỉnh cao thật đấy. Ui, hacker lỏ phải không nhở? Ui, cái gì vậy anh trai? Làm người ta giật hết cả mình luôn ạ. Đã ai làm cái gì đâu, người ta chỉ chào thôi mà. Chào gì mà chào, đừng có để anh nóng, lượn đi cho nước nó trong. Ui, hacker lỏ hôm nay đạp xe đạp ra đường luôn cơ. Nhưng mà làm bể cả giỏ người ta rồi ông nội. Em thích một kiểu tóc như thế nào nhở? Em thích một kiểu tóc mà nhìn nó phải đặc biệt, phải phá cách, phải đỉnh cao, phải độc đáo. Đơn giản. Ấy, em nhìn thấy chưa? Chưa xong đâu, nhìn nè. Wow, đẹp thế nhờ. Em rất thích kiểu tóc con dê này. Đỉnh cao. Ui, đang yên đang lành, tự nhiên lại cắm hai quả sừng trên đầu rồi mọi người. Nhưng mà phải công nhận, anh trai làm tóc này làm tóc đẹp thật đấy. Mày bảo là ra đường là phải cẩn thận, nhìn trước nhìn sau rồi mới được qua đường. Chuyện này thì dễ, tính mình thì cẩn thận có sẵn rồi, mẹ không phải lo đâu. Ui, chị gái cẩn thận đến thế mà cuối cùng cũng dính ạ. May mà người không sao, chắc là ông bà gánh còng lưng luôn đấy chứ. Nào, mày thử dùng cái này ở đây xem có gì hay không nào. Ui, miếng dán massage chị gái là cho lên mặt à? Nhìn vô tri mà hài hước thiệt đấy chứ. Nào, đừng thổi để mẹ thổi. Người ta đã không cho thổi rồi còn cố thổi. Như thế này thì hết cả sinh nhật rồi chứ còn gì nữa. Sau ca phẫu thuật thì bệnh nhân có tiến triển khá là tốt. Mọi thứ đã đi vào ổn định, cậu ấy có thể tỉnh dậy sau 1 giờ nữa. Chúng ta đi vào thăm cho bố bất ngờ nào con. Cái con ruồi này, ta phải cho mày hiểu thế nào là lấy độ mới được. Đây không phải là chỗ để chơi. Nó đi rồi. Ui, bác sĩ có thể nào nói đầy đủ chủ ngữ về ngữ được không? Vì con ruồi mà hai mẹ con hết hồn luôn ạ. Hiểu nhầm này tai hại thế đấy chứ. À
Alo, anh ra xuống nhận hàng hộ em cái. Em ở dưới sảnh rồi nè. Đâu, anh xuống sảnh rồi nè. Anh ở chỗ nào nhỉ? Anh đang ở gần cái ô tô màu trắng. Em cũng ở gần ô tô màu trắng nè. Chỗ nào nhỉ? Anh có thấy đâu? Lại gì? Ô tô đây rồi nhưng mà lại không thấy anh. Anh cũng méo biết luôn á. Thôi anh bom hàng nha. Được anh ơi, chờ xíu đã. Hình như là em thấy anh rồi hay sao ấy. Đâu, à đây rồi. Ui, hai anh có thể nào đứng một chỗ, đừng có tăng động nữa được không? Mệt mỏi thiệt đấy chứ. Trời ơi, cái quân què gì vậy? Ui, con bé có thù với cô dâu hả mọi người? Bắn một phát vào ngay mặt luôn ạ. Chắc là sau đám cưới, cô dâu phải cho con bé lõm đầu luôn đấy chứ. Ngất xỉu à? Alo, ngất xỉu thật không vậy? Ui, phải mắc gì đổ nước vào lưỡi người ta. Hai con mắt mọc ra hai cánh tay luôn ạ. Kinh dị thế nhờ. Ui, sừng cơ này làm việc vì đam mê hả mọi người? Nửa đêm nửa hôm mà vẫn hoạt động ạ. Chăm chỉ thật đấy. Hay. Kẻ tức thời là Trang Tuấn Kiệt rồi mọi người. Bạn với chà bè chán thế nhờ. Chị tạp vụ vào kiểm tra phòng check out cho khách thì phát hiện có 3 lỗ khói ở trên ga trải giường nên liền báo cho Lễ Tân biết. Ngay sau đó anh khách đi ra quầy thanh toán thì được chị Lễ Tân xác nhận và đưa ra mức bồi thường theo quy định. Khăn trải giường của anh có 3 lỗ do thuốc lá châm. Vậy bồi thường thế nào? Một lỗ bị cháy 100.000, còn 3 lỗ thì là 300.000. Một lỗ thủng thì là 100.000 sao? Để tôi đi kiểm tra. Một lát sau anh khách quay lại rút tờ 100.000 đưa cho chị Lễ Tân để bồi thường. 300, 3 lỗ thủng là 300 chứ anh ơi. 3 lỗ hồi nào? Ui, anh trai thông minh thế nhờ. Nhưng mà rất tiếc, lỗ nhỏ thì là 300.000, còn lỗ to thì là 1 triệu anh trai ạ. À. Ôi dạ, cải thế nhờ. Em muốn bùng cháy. Ui, cái méo gì vậy trời? Uhu, chắc là ngon lắm đây. Sao nó lại nhỏ thế này? Nhìn đẳng cấp lật bánh đây mà học hỏi nè. Ui, toàn là những combo sắp được ăn rồi mà cũng không ăn được. Cày thế nhờ. Nhìn nè, trứng gà. Về thế nào? Bé ạ, kem của bạn bé ạ. Lật trứng nè. Cái méo gì thế này? Ui, làm cái kem gì mà sao to quá vậy trời? Còn anh trai này thì số nhỏ thiệt chứ. Ái chà, nhìn có vẻ ngon đấy. Nấu ăn là sở trường của mình rồi. Xem có ngon không nào. Cho quả trứng lên đây. Ôi dạ. Ui, đã sặc miến như thế này chứ mọi người. Mình đã từng bị rồi đấy. Con quả bể quả trứng này sao mà nhạy cảm quá vậy? Ôi trời ơi, con gì thế này? Tự nhiên xào rau nó lại xuất hiện các bạn ạ. Ghê thế nhờ. Ai chà, miếng này có vẻ ngon thế nhờ. Để mình thử cho các bạn coi nha. Đảo mì là phải đảo thật đều vào. Ấy, các bạn nhìn ngon chưa? Ui dạ. Ui, bà chị sắp được ăn rồi, cuối cùng con quạ lại ăn mất ạ. Còn cái trường hợp này thì chịu, lại đầu bếp thiệt đấy chứ. Công nhận món trứng này ngon thế nhờ. Ui. Ủa, cái gì vậy trời? Cày thế nhờ. Để em thử xem quả trứng này có ngon không nào. Ui, pha đầu tiên đúng kiểu. Đôi khi chúng ta nhanh tay hơn nhanh não cũng không tốt đâu. Cho thêm ít nước vào. Mày làm cái méo gì thế? Lỡ bỏ nhiều hạt tiêu quá các bạn ạ. May mà mình thông minh, hút thế này thì chẳng mấy mà. Đây, cả sữa của anh đây ạ.
Nào, con mời bố mời mẹ ra ăn lẩu nào. Ui, trường hợp đầu tiên này, bảo cho một ít nước thôi, cho cả xô như thế này thì chịu. Đây rồi, đồ ăn của quý khách đến rồi đây. Xin mời. Cái gì vậy trời? Xem nào, xem nó có ngon không nào. Nóng quá. Cái gì vậy? Đây, đồ ăn ngon xinh yêu của anh chuẩn bị rồi đây nè. Mời công chúa của anh thưởng thức. Ui, toàn là những combo mất vệ sinh thế này. Bạn với trẻ bè, nóng ăn không được lại bỏ vào mồm bạn ạ. Rót một ly nào. Ui, cay thế nhờ. Gì chứ, nấu ăn là sở trường của mình rồi. Nhìn đây mà, khỏi cách gắn cá nè. Ui, đúng kiểu đá không rót được vào cốc rồi, lại còn làm vỡ cái cốc nữa chứ. Đúng cay x2 luôn ạ. Này, ăn không? Ăn gì đây? Chân gà, ngon. Lâu lắm mới được ăn đấy. Đã thật sự. Ăn từ từ thôi. Từ từ là từ từ thế nào? Ngon như thế này thì phải múc luôn chứ. Nào, bây giờ tao có một trò chơi. Nếu như mày ăn quả chanh này không nhăn mặt, thì ngày mai tao sẽ cho mày ăn một món ăn cực kỳ ngon. Món ăn cực kỳ ngon? Hấp dẫn đấy. Thế nào, có chơi không? Suy nghĩ tí đã. Chơi hay không thì nói nhanh lên, không thì tao cho con khác chơi này. Ở đây thiếu gì lạc đà. Ok, chơi luôn. Nhớ là không được nhăn mặt đấy nhá. Biết rồi. Chua có một chút thôi mà, sao phải xoắn. Vẫn chịu được. Ui, con lạc đà này được thế nhờ. Ăn quả chanh mà không hề nhăn mặt luôn à. Đỉnh cao thật đấy.